Đây là một kỹ thuật tối ưu mà anh em lập trình viên có thể áp dụng với những cái bảng nó có dung lượng từ 2 GB trở lên. Giả sử một ngân hàng thường xuyên phải tìm kiếm lịch sử giao dịch của khách hàng ở tại bảng transaction và tìm kiếm theo cái cột là ngày giao dịch, anh em có thể thực hiện áp dụng kỹ thuật partition để chia cái bảng transaction ra thành nhiều cái phần bảng nhỏ. Tại đây tôi áp dụng kỹ thuật partition với cái trường chặn TXD, thì anh em hình dung này, cái bảng mà mình tự khắc nội bộ nó tự chia thành rất là nhiều cái cục con này. Khi chúng ta tìm kiếm câu lệnh bên trên, chúng ta tìm kiếm mùng 6 tháng 7 năm 2021, hệ thống nó biết và nó tự động nó chỉ tìm vào trong cái khu vực này thôi, nó không tìm tất cả khu vực còn lại, dẫn đến câu lệnh em mình tăng tốc cực kỳ nhanh. Tại đây anh em có câu hỏi gì thì có thể comment.